Dạ, em xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em ha. Thì buổi trưa hôm nay thì có cúng hàng cô chú anh chị, có khán giả cúng. Đây là ở bên hoa viên, đặt ở bên hoa viên. Hoa viên sẽ đem những cái bàn và ghế và cái rạp mà cô chú anh chị. Thì đem xuống thì kèm theo chén và bàn nữa. Thì đây là những món ăn đồ chay ha cô chú anh chị ha. Thì bên cạnh đó thì có nhiều thứ như là bia, bánh kem, bánh mì. Và bên chúng em sẽ thắp những cái hoa sen này nè cô chú chị. Thắp xung quanh 1 năm cho thêm lung linh không chú chị ha. Sau đó mình thắp lên thôi. Đó, nhìn rất là đẹp ha. À, khi mà những cái bông sen này mà được đặt như vậy, em nhớ là trong cái tích của Đức Phật á, là có lúc mà đản sanh, lúc mà sinh ra thì Phật đi tới đâu thì bông sen nở tới đó đó cô chú anh chị. Đây là cái do em mua cái đèn cầy này nó to quá nên nó không có trùng khớp với cái này nên thôi em bóp cái này vô rồi sau đó mình để cái đèn cầy này vô nè. Chị cầm giùm em thì nó to quá cô chú anh chị nên cái đèn cầy này hơi to xíu. Đó, mình bóp cái này vô cho nó nằm sát xuống đây luôn, cái mình để lên gì. Ok ha. Quá là đẹp đúng không? Rồi bây giờ thì mình tiến hành mình đặt thôi cho chú anh chị. Đó, mình đặt sát sát vô đây nè, để cho bà con cô bác đi không có đặt trúng ha. Giống như hôm qua cho nó đẹp hơn nha cả nhà. Đó. Thì đây là mua cái này á ở trên, em đặt ở trên trên mạng của chú anh chị. Nói chung là nó của chị khán giả quê ở Sóc Trăng, chị Minh Thuận. Cái này này của chị Minh Thuận luôn á hả? Hôm qua chị có lên chị cúng cậu Năm đúng không? Rất là đẹp ha. Nhưng cái này với giá trị của nó thì cũng tương đối là có giá trị, như là mua mấy cái này cái này mấy trăm nghìn á, 500-600 nghìn. Nhưng mà cái này khi mà mình đốt hết cái sáp này mình sẽ mở cái, mình để cái sáp khác lên. Mình sử dụng được lâu dài. Chứ nó không phải là đồ xài một lần đúng không? Không có bỏ đi. Giống như mình trường hợp mà nó cũ dữ lắm. Đúng rồi, nó cũ hoặc là nó bị cái gì đó. Nó bị rách gì đó. Thì mình mới bỏ thôi. Chứ cái này thì, em vào thì em thấy không biết ai đã gom được bỏ thùng rác, thực sự em rất là sót của chú anh chị. Trời. Nó rất là đẹp cho đi ra lộng rửa lại hả? Giặt lại hả? Phơi khô hả? Phơi khô nãy giờ. Đúng rồi, nói chung là cái này nó là cũng là lòng, cái tấm lòng của chị Minh Thuận. Tấm lòng của chị Minh Thuận nên em cố gắng em bảo quản được lúc nào hay lúc đúng đó. Rồi, mà nó cũng khá là đẹp nữa. 2, 4, 6, 8, 1, cho 10 cái đi. Bên 10 cái đi. Mình đốt như vậy thì thí dụ như chiều mình không xài nữa thì mình sẽ gom lại. Mình cất, cần mình xài tiếp chứ bỏ thì nó cũng phí cô chú anh chị ha. Hôm qua cũng có nhiều khán giả khen đẹp á, có nhiều cô khán giả tới thì thấy thắp xung quanh mộ của cậu Năm thì cũng rất là thích luôn, cũng khen đẹp nữa cô chú anh chị. Mà cái này mà nếu mà được thắp vào buổi tối thì nó còn đẹp dữ nữa. Đúng rồi, tại hoa viên không cho đi ở ban đêm á. Đúng rồi. Chứ cô chú anh chị thấy có những cái clip của em là làm hạt nè, em cắm những con hạt hoặc là em cắm vì chủ yếu linh cái này tốt đời chủ yếu linh buổi tối rất là đẹp luôn chú chị, một dọc rất là đẹp. Mỗi bên thì em để 10 cái nha, mỗi bên khoảng 10 cái. Thì cái này của chú chị thấy là nó đâu có hư đâu. Cái này là mình cứ để làm gì thôi. Chung là đây là cái tấm lòng của chị Minh Thuận ở Sóc Trăng. Thì hôm qua chị cũng có lên cúng cúng chay cho cậu Năm của chú anh chị. Chị ở Sóc Trăng á, chị phải đi xe điên lên á. Thì chị cũng đi lên đây mấy lần rồi. Em còn nhớ là chị Minh Thuận á, chị có mua tặng cho cậu Năm cái gì ta? Hai cái dĩa đựng trái cây á. Hôm trước chị lên á, chị thấy chị nói hai cái dĩa này chị hôm trước chị mua nè. Không biết giờ cái hai dĩa còn không ta? Còn hả? Rồi chị có mua cá, mua chim. Nói chung là những cái đồ mà khi mà mình tặng cho ai đó phải không? Mà mình được bảo quản ha, mình được giống như là vẫn còn lâu á, còn xài được á chị. Thì vẫn hàng ngày chị vẫn xem video. Đúng rồi. Thấy còn á chị cũng mừng. Thấy rất là vui luôn á cô chú anh chị. Vì cái đồ mình mua mình tặng mà được trân trọng á thì đâu còn gì bằng nữa.
rất là vui luôn. Đó, em đã lượm thì mong là cậu Năm thông cảm lượm từ thùng rác ra nhưng mà rất là đẹp mà cô chú thì phải đi rửa. Không mà cậu Năm, nếu mà cậu Năm thấy như vậy cậu Năm sẽ càng giống như càng vui hơn á. Nó thải nha, hai mấy cái hả? 21 cái hả? 22 cái thì để bên 11 cái đi. Anh Kim được chơi, chào cả nhà nha. Chào chào cả nhà lại gia đình, chúc cả nhà mùa vui vẻ, thật là vui vẻ cả nhà ơi. Rồi, chúng ta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cái. Qua bên kia cái ok, bây giờ được chưa? Được chưa? Được. Đều rồi đúng không? Ừ. Rồi lên đèn luôn rồi. Lên một vòng kia mình chốt lại. Một đầu là ngày tiếp nhận của linh của đầu về đầu cho đại hoa sen đại hiếu một kiền liên hồ tát phong hào quang tiếp nhận Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị Phật thương chúng sanh, thương các hương linh, nguyện độ cho các hương linh sớm được vãng sanh được siêu thoát. Thì tháng 7 cũng là tháng Du Lan, tháng Du Lan là cái tích một kiền liên cứu mẹ, thì con cũng nguyện cầu cho đại hiếu một kiền liên Bồ Tát phong hào quang tiếp nhận thương linh của ông Võ Văn Quang, pháp danh là Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023. Được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương, ngày 9 tháng 3 năm 2023, tuổi thọ 66 tuổi, được giảng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ. Qua bên kia này. Em không biết ai sáng giúp việc thùng rác của chúng chị, em thật sự rất là đau lòng. Không, nếu như mà chị Minh Thuận chị xem chị thấy mà Tài đi nhặt này những cái này lại mà giặt phơi khô quá, chắc là chị Minh nói thẳng luôn, Minh Thuận chị sẽ rất là vui luôn á. Em không mượn anh ấy rồi đó, là anh giục thùng rác của chị bây giờ anh chạy lại đó, em không biết là ai làm thì em không biết nha. Nhưng mà sáng siêu sớm thì thấy, ví dụ thấy đi thì cứ gom lại đó, hỏi ý kiến khán giả hoặc là hỏi ý kiến em hoặc người mua em, bất cứ ở trong đây những cái thứ gì của anh em không bao giờ em tự ý em quăng bỏ cho cô chú anh chị, em sẽ hỏi ý kiến anh em bỏ thì em mới dám bỏ nha. Còn nếu mà anh em nó không bỏ thì em không dám nữa. Em đợi cho dù nó khô héo luôn em cũng dám đụng tới luôn, vì đó là ý kiến của cái đó cộng đồng của khán giả. Đúng rồi, có những cái lẵng hoa hồi trước cô chú anh chị thấy không, ví dụ như những lẵng hoa baby hồi trước đó, nó móp tới nỗi mà đứng lên móp luôn mà em còn không dám đem bỏ, tự ý bỏ nữa. Tất cả đều phải hỏi ý kiến này, chưa được hỏi ý kiến của em hoặc là của khán giả mà đem đi bỏ. Ví dụ như nó có dơ đi, có bị mưa gió giăng tứ tung đi thì gom lại để đó cho em. Người lên giá nói Tài ơi cái này xử lý như sao, không hỏi ý kiến giống như không tôn trọng mình của chú anh chị. Rồi bắt đầu em nói ra thì sợ nó sân si thật sự. Sáng vào em thấy mất tiêu quá, em hỏi nó là không bỏ hết. Thực sự là đau lòng chút xíu. Không đau lòng thì phải đau lòng. Nhưng mà mấy cái này thì nó bằng xốp mà nó không có hư.
Đúng rồi. Mình chỉ cần mình rửa lại rồi mình làm như thế này. Thật sự hồi nãy em đi mua keo nến của chú anh chị, em đưa mua cái keo nến á, cái keo mà để dán có cái cây mà để bắn keo á, silicon á. Mà không có, chứ đúng là có em mua cái keo nến đó em bắn cứng vô đây luôn. Mà rất là ổn luôn chú anh chị. 2, 4, 6, 8, 10, 11 nó còn đẹp đó. Rồi. Chú à, ở bên mình làm tay này. Ở đây có cô và khán giả đến viếng cầu năm nè, cầu cho chú chị. Cô đang phải luôn. Ông xin anh giang. Cô từ Long Xuyên An Giang của chú anh chị. Dạ con chào cô. Dạ. Cô từ An Giang hả cô? Long Xuyên hả? Ở Long Xuyên lên. Dạ. Con thấy cô vái cậu Năm rất là thành tâm. Đọc tên cậu Năm mà năm sinh năm mất rồi. Con thấy là rất là thành tâm. Cô lần cô lên đây mấy lần rồi cô? Mới lên lần. Lần đầu tiên luôn hả? Dạ. Tháng 3 nha. Dạ. Ba hồi 2 tây tháng 12 năm 2022 tôi đi khám bệnh ở trên viện nhiệt đới ung bướu đó, cái tôi cầm thuốc theo, tôi tin ghé ổng cho ổng uống, mà cái nhỏ chở tôi thì nó đi hút rồi, nó đi xa rồi, tôi nói ghé nhà ổng đó là cho uống ổng rồi, nó nói chị ở xa rồi sao mà cô không nói sớm, cái thấy vậy thôi đi về luôn. Thì qua tháng 3 đó là ổng mất. Tại vì đó tôi bị ung bướu. Tôi uống quá trị xạ trị xong rồi. Cái tôi uống thuốc nam đó, thuốc xả với cái bùi ngủ đó. Rồi tôi uống là 5, 6 năm nay rồi, tôi khám định kỳ không có gì hết. Thì tôi không uống thuốc tây. Thì tôi tính ghé là cho ổng là đang cho uống đó. Cho cái bài thuốc đó ha. Cho đem thuốc theo luôn. Rồi cái đi hút là thôi tôi về luôn. Thì qua tháng 3 lúc đó cô bị bú bà đá. Cảm ơn chị. Căng dạ. Nhưng mà uống hết ha. Chị tiếc quá phải lúc đó mà mình gỡ được cho cậu. Bởi vì mấy tháng dạ. Như trước đây tôi có lần vợ. Chưa có hôm gì đầu tôi lên buổi tối đó. Thì tôi đi đám cưới Long An mất hơn mấy ngày nè. Ghé nhà tối ra quên lúc nhà chồng. Dạ. Vô tại là thằng ấy đó. Thằng gì đó. Mình quay lên cho lấy mình thấy bự quá ha. Cô từ Long Xuyên lên đây quý mộ cô Năm cả nhà. Cô vái cậu rất thành tâm và cô chia sẻ cũng khá là xúc động của chú chị ha. Cảm ơn cô đã tới đây cái nén hương coi rất là quý báu luôn mà con cũng thấy cô vái rất là đúng và bài bản. Đầy đủ luôn. Thôi thì sẵn đây thì cũng là ngày rằm và tháng là Dương Lan rồi. Còn cũng chúc con nhiều sức khỏe ha. Và cũng là ngày đại mà sẽ làm cho lòng đại hơn. Dạ. Ở đó ông hát ở dưới ở gần nhà dưới ông hát gặp anh Hiển. Là ông hát hai ba suất một ngày vậy đó. Ông hồi đó có hát với đá. Mà ông hồi đó ông em nuôi của cô có hai con Phương mà bán một sọ. Chơi mấy người bán hồ sòn nó là thích ông dữ lắm. Dạ, nghĩa là ra chợ là lâu ông đi mà chứ ra không có ăn cơm nhà tôi, có Đức Lợi ăn cơm nhà tôi. Đức Lợi có ăn cơm nhà tôi. Phải là lấy hoa đẹp hình của quý vườn quán hoa. Nhưng mà làm nào cô đi ra 2 ly kem. Mình lên là đi xe gì đâu mà đi ở từ ở dưới ra thì Nguyễn Sơn nó bị lên đây mà đi 3 tiếng đồng hồ. Nguyễn Sơn ở quận Tân Phú hả? Ở Tân Phú. Dạ. Đi lâu dữ. Đúng rồi cô, 3 tiếng là 2-3 tiếng là đúng rồi. Xa quá ra người kia chạy đường dọc. Cô ở Long Xuyên. Cô chú anh chị ơi, thì sáng nay cô chú anh chị cũng thấy là có một con trai nha. Này khán giả ngồi đến viếng cầu Năm mà ngồi lại cô chú anh chị. Giúp cơm chị Nguyễn Châu. Này những món chay. Sáng nay thì cũng khán giả cũng những cái món chay cho cậu Năm hả cô chú chị ha, như là cơm chiên Dương Châu, súp gỏi và bún xào, bên cạnh đó có bia, bên kia thì có bánh kem của chị Hồng Ngọc ha cô chú chị ha. Bữa nay 30
15 tháng ha. 20. Ý là không, bánh kem đó là của chị Hồng Ngọc tặng. À, ý là tặng kèm theo phải không? Vậy hả? À, nhìn lịch sự ha. Nhìn đẹp lịch sự. Bữa nay thì cậu Năm dùng những món chay ha cô chú chị ha, là do ở trên Hoa Phiên nấu. Thì buổi trưa nay hai chị em cũng thắp những cái đèn hoa sen này nè, quanh mộ cậu Năm nè cô chú anh chị, nhìn nó khá là dễ thương ha. Chung thì sáng đến giờ thì khán giả cũng đến viếng cậu Năm nhiều. Cậu Năm cũng rất là vui vì hôm qua đại lễ Vu Lan Báo Hiếu được diễn ra và rất là suôn sẻ của chú chị ha, và cái phát gạo của Hồng Loan thì cũng rất là suôn sẻ luôn, chắc là cậu Năm sẽ rất là vui. Đây là những cái dạ thì thôi em xin phép tạm dừng video ở đây. Chào tạm biệt cô chú anh chị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Nếu thích cái thích video của em thì cho em xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh để em phát triển thêm kênh của em ha cô chú anh chị ha. Thì em sẽ ở đây và chia sẻ những thông tin đúng nhất, chính xác nhất về mộ con ông Vũ Linh cho gửi đến cho cả nhà mình nha. Chào tạm biệt. Cái lá đu đủ mà nó màu dài nha. Ở trên cây á, mẻ xin mẻ cộng đi. Cái mẻ xin mẻ hơi khô. Chứ đừng có mẻ cái lá khô mà vẫn mẻ lá tươi. Màu dài.